Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một bộ phim kinh dị Mỹ vô cùng gay cấn. Các cảnh kinh dị sẽ không che, nhưng sẽ có đếm ngược cảnh báo. Mọi người theo dõi phim hãy chú ý nhé. Nữ chính Jessica là một cảnh sát mới nhậm chức. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, nhưng mẹ lại gọi tới mong cô từ bỏ công việc cảnh sát này. Hóa ra bố của Jessica cũng từng là một cảnh sát, nhưng đã hy sinh trong một nhiệm vụ năm ngoái. Người mẹ lo lắng Jessica sẽ đi vào vết xe đổ của bố. Còn Jessica cũng phiền chán lời khuyên can của mẹ, liền lấy lý do vội thay ca để ngắt điện thoại. Sau khi vào sở cảnh sát, Jessica phát hiện nơi này không có ai. Trong lúc cô đang tìm kiếm thì đột nhiên thấy một người đang chỉ vào một căn phòng phẫn nộ mắng chửi. Các bạn hãy chú ý điểm này vì sẽ liên quan tới phần sau đây. Đó là một cảnh sát tên Cohen. Ông nói với Jessica, nơi này không có người là do sở cảnh sát đã chuyển tới địa chỉ mới. Còn công việc của Jessica là trực ca đêm cuối cùng ở đây. Đồng thời, do sở cảnh sát mới đã vận hành bình thường, nên điện thoại khẩn cấp ở đây sẽ tự động nối máy tới sở cảnh sát mới. Về lý mà nói thì tối nay sẽ không có việc gì. Nơi này còn cần người trực ban là do có vài vật chứng chưa chuyển đi. Vốn là hôm trước đã xử lý xong rồi, nhưng vì vài nguyên nhân mà chưa thực hiện được. Cohen cũng đặc biệt nhắc nhở Jessica, từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng có khả năng khá nguy hiểm, nhưng cô tuyệt đối không được rời đi. Đúng 4 giờ sáng tôi sẽ tới thay ca đúng giờ. Sau khi hoàn thành bàn giao, Cohen liền rời khỏi nơi này. Nhưng công việc trực ban vừa mới bắt đầu, đèn hành lang đã bắt đầu nhấp nháy. Sau đó, điện thoại trong phòng trực ban cũng vang lên. Đầu dây là một cô gái, cô nói rằng mình đang bị bắt cóc, mà những cô gái bị bắt cóc khác hình như đã chết rồi. Nghe tới đây, Jessica vội vã hỏi địa chỉ hiện tại của cô gái, nhưng lúc này điện thoại đột nhiên không có âm thanh nữa. Jessica liền báo cáo việc này với đồng nghiệp ở sở cảnh sát mới, nhưng đồng nghiệp rất ngờ vực về chuyện này. Về lý mà nói, chỗ Jessica không thể nhận được điện thoại vì cuộc gọi sẽ tự động nối máy đến sở mới. Hơn nữa, không có thêm được thông tin gì thì làm sao mà ứng cứu được. Jessica vừa cúp máy, phòng thay đồ lại phát ra tiếng động. Jessica vốn cho rằng Cohen còn chưa đi, nhưng thực sự lại không thấy ai. Thời gian cũng tới 10 giờ tối, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Trước tiên là Jessica mắc phải một cọng tóc trong chiếc hamburger, sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa, Jessica liền lập tức đi xem xét, nhưng lúc này bên ngoài hoàn toàn không có ai. Và lúc cô chuẩn bị trở về, lại nhìn thấy một người đàn ông lang thang không biết đã ở bên trong từ bao giờ. Ông ta còn đi tiểu ngay ở sảnh, Jessica thấy vậy liền đuổi ông ta ra ngoài. Sau khi Jessica dọn dẹp xong bãi nước tiểu ở sảnh, cô lại phát hiện một đôi giày da rách nát trong nhà vệ sinh. Việc này khiến cô nhớ tới người đàn ông lang thang chân trần đó. Cô liền mang giày ra đặt bên ngoài cửa sở cảnh sát. Nhưng khi Jessica vừa về sảnh, lại nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng thay đồ. Jessica cũng nhìn thấy ảnh hồi bé của mình và bố ở trong tủ của phòng thay đồ. Hóa ra bố của cô cũng từng làm việc ở sở cảnh sát này. Jessica vốn định cầm bức ảnh đi, nhưng nghĩ lại, cô vẫn đặt bức ảnh vào chỗ cũ. Nhưng vào lúc cô chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên phát hiện tất cả cửa tủ ở nơi này đều bị mở ra. Lúc này điện thoại trực ban lại vang lên, mà đầu bên kia vẫn là cô gái cầu cứu trước đó. Sau khi hỏi thăm mới biết, hóa ra người phụ nữ này tên Monica. Cô ta nói mình bị bắt cóc tới một nông trường, tuy không rõ vị trí hiện tại, nhưng nơi này có thể nghe thấy tiếng heo kêu. Nói xong thì lại cúp máy. Jessica kể lại sự việc cho đồng nghiệp ở sở cảnh sát mới. Đồng nghiệp lại nói, cô gái kia đã không gọi vào số 911 mà đã gọi trực tiếp vào điện thoại bàn ở chỗ cô. Nên nếu cô gái đó lại gọi cho cô hãy nói cô ta gọi lại vào số 911 là được. Nhưng thời gian tiếp theo, càng nhiều chuyện kỳ lạ tiếp tục xảy ra. Đầu tiên là giá để đồ sau Jessica liên tục di chuyển, đồng thời những căn phòng khác cũng lại phát ra tiếng động lạ. Nhưng khi Jessica đi xem xét, lại thấy người đàn ông lang thang ở trong nhà kho, dường như ông ta cũng đang tìm gì đó. Đối mặt với hai lần xâm nhập như vậy, Jessica quyết định nhốt anh ta vào nhà giam. Và lúc Jessica cưỡng chế kéo ông ta vào nhà giam, cửa phòng đột nhiên đóng lại, đèn cũng vụt tắt. Người đàn ông lang thang nổi giận xông về phía Jessica, còn Jessica cũng lập tức dùng gậy điện quật ngã ông ta. Cô cho rằng có ai đó cố tình bày trò, tức giận hét ra ngoài. Nhưng ngay sau đó ngoài cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt đáng sợ. Jessica giật mình đánh rơi cả đèn pin. Sau chốc lát, có người nhặt đèn pin chiếu thẳng về phía Jessica. Cô tưởng rằng là người đàn ông lang thang kia. Nhưng ngay sau đó cô liền thấy người đàn ông lang thang lúc này còn đang hôn mê ở góc tường. Theo ánh sáng nhấp nháy của đèn pin, phía sau Jessica đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đáng sợ. Nhưng chớp mắt, tất cả lại biến mất không thấy đâu. Cửa phòng giam được mở ra, điện cũng khôi phục bình thường. Jessica càng nghĩ càng thấy bất thường, liền định hỏi Cohen xem sở cảnh sát rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng khi cô cầm máy lên lại dừng lại. Cảm thấy vô cùng bất an, Jessica liền khóa ngược tất cả các cửa. Trong lúc đó, cô phát hiện có người phụ nữ đang hút thuốc ở ngoài cửa sau, Marigold. Cô ta vừa nhìn đã nhận ra Jessica là cảnh sát mới, sau đó kể cho Jessica. Một năm trước cô ta bị nhốt trong sở cảnh sát này. Hôm đó tiếng hét ở phòng giam kế bên kéo dài suốt đêm, mà người bị nhốt ở phòng giam bên cạnh là ba tín đồ của Payment. Nghe nói chúng đã bắt cóc và giết hại vài cô gái. Trùng hợp là Jessica cũng biết về vụ án vì bố cô đã trúng đạn hy sinh trong vụ án đó. Báo chí nói, ba kẻ hung thủ bị cảnh sát bắn chết ở hiện trường gây án.
nhưng Marie Gore lại nói cho Jessica, thật ra khi đó họ còn chưa chết. Sau khi bị bắt tới sở cảnh sát, họ không chỉ miêu tả quá trình ngược đãi giết hại các cô gái, mà cả đêm còn hát một bài hát giai điệu quỷ dị. Cho tới hôm sau, mới có người phát hiện ba hung thủ đã tự sát. Sau khi cô ta hút xong điếu thuốc thì cũng rời đi. Sau đó, sau khi Jessica đi qua một căn phòng, phát hiện TV đang mở, trong đó là cảnh các tín đồ của Payman đang bị thẩm vấn. Trong video, Payman không hề cho rằng họ giết người là sai, họ không chỉ tỉ mỉ miêu tả toàn bộ quá trình ngược đã giết hại các cô gái, còn chế giễu tiếng khóc của một cô gái trong đó như tiếng heo kêu. Phần cuối video, tên đó dường như đang nói với Jessica, tôi thích cô, tôi sẽ trở về tìm cô. Lúc này, các chiếc ghế trong phòng đột nhiên di chuyển, mà trên những chiếc ghế này như có người đang bị quấn kín đầu. Sau khi cô bị ghế tông ngã, tất cả lại khôi phục bình thường. Lúc này, điện thoại trực ban lại vang lên, người gọi tới vẫn là cô gái Monica đó. Monica nói những người bị bắt cóc khác đều chết rồi. Cô còn nói, cô nghe thấy có người đang hát. Nghe tới đây, Jessica đột nhiên phát hiện, tình huống của Monica có đặc trưng rất giống vụ án giết người của Payman. Sau một tiếng hét, điện thoại của Jessica và Monica cũng bị ngắt. Jessica lại liên lạc với đồng nghiệp sở cảnh sát mới. Cô nghi ngờ những tín đồ Payman còn sót lại đang gây án. Cô cho họ những manh mối để nhanh chóng tìm được Monica. Lúc này chuông cửa vang lên. Jessica cho rằng tất cả những chuyện vừa rồi là do anh ta dọa mình, nhưng anh ta lại thề rằng mình chỉ mới vừa đến đây. Tên anh ta là Ryan, một cảnh sát. Ryan nói cho Jessica, Ryan và bố Jessica là cộng sự. Anh biết được Jessica ở đây trực ca tối, nên qua xem thế nào. Ryan còn kể, trong vụ án Payman năm đó, hai người họ tới hiện trường trước tiên. Tổng bộ yêu cầu hai người họ đợi chi viện, nhưng vì tình huống khẩn cấp mà hai người xông lên trước. Dưới sự yểm hộ của bố cô, Ryan thành công cứu được 4 người. Nhưng cuối cùng, Payman vẫn giết chết 4 cô gái và 2 cảnh sát. Một người trong đó là bố Jessica. Ryan nói xong chuẩn bị rời đi, nhưng khi anh ta xoay người, Jessica phát hiện phía sau đầu anh ta có một cái hố rất lớn. Hơn nữa bóng dáng anh ta cũng biến mất trong chớp mắt. Vào lúc Jessica cảm thấy nghi hoặc, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh có tiếng ồn nào vang dội, như là có người đang vùng vẫy tránh bị bắt. Ngay sau đó có một thi thể có một cái đầu bị che lại, đang từ từ tiến tới trước mặt Jessica. Khi Jessica chuẩn bị phản kích, cỗ thi thể đó lại biến không thấy đâu. Lúc này, người đàn ông lang thang bị nhốt đột nhiên cầu cứu. Khi Jessica đi tới, lại thấy trong phòng giam đang treo thi thể 3 người bị trùm đầu. Jessica tin mấy thứ này chắc chắn là ảo giác, vì thế cô không quan tâm tới sự cầu cứu của người đàn ông lang thang. Gần như cùng lúc, Jessica lại nghe thấy gần đó có người đang hát, nhưng khi cô tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, một bóng dáng phụ nữ đáng sợ lại âm thầm theo sau lưng cô. Cô nhìn thấy một nhóm các cô gái ở một căn phòng ngồi trước gương hát, nhưng ở phía trước gương, họ lại bị che bằng vải dính đầu máu. Lúc này cánh cửa phía sau đột nhiên đóng lại, Jessica giật mình. Cô quay đầu lại thì những người kia cũng biến mất. Thấy tình hình không ổn, Jessica liền gọi điện cho Cohen, định xin ông trợ giúp. Nhưng ông ta quả mắng cô, nếu cô không dám trực ban, vậy thì mau tìm công việc khác đi, không thì ngoan ngoãn mà kiên trì tới khi tôi tới đổi ca. Sau khi trải qua một loạt chuyện kỳ lạ, Jessica không dám một mình ở trong đó, định ra ngoài xe cảnh sát. Nhưng khi cô vừa đi, điện thoại trực ban lại vang lên, trên tấm kính dường như có ai đang hà hơi lên đó. Thì Jessica nhận điện thoại, phát hiện đó là Monica. Monica nói cô đã thoát khỏi nông trường rồi, bọn họ đang đuổi theo cô. Jessica vội vàng dùng điện thoại của mình liên lạc với đồng nghiệp, nhưng đồng nghiệp lại nói, cô gái tên Monica đã chết vào một năm trước. Hơn nữa, cô còn là nạn nhân cuối cùng trong vụ án Payman. Thi thể của cô được phát hiện trong khu rừng gần nông trường. Jessica lúc này vô cùng nghi ngờ, nếu Monica đã chết vào một năm trước, vậy vừa rồi là ai gọi cho cô? Đồng nghiệp tiếp tục nói, sở cảnh sát chuyển tới địa chỉ mới, không phải nguyên nhân là đường ống bị hư hỏng, mà từ lúc ba tên hung thủ trong hung án Payman tự sát ở sở cảnh sát. Từ đó về sau, sở cảnh sát liên tiếp xảy ra chuyện kinh khủng. Mới đầu chỉ là đèn nhấp nháy, vật chứng mất tích, sau đó có người nhìn thấy bóng ma ở sở cảnh sát. Cuối cùng, tới mức tội phạm ở nhà giam bị dọa chết, cục trưởng bất lực mới xin chính phủ dựng sở cảnh sát mới. Lúc này, một tấm ảnh đột nhiên rơi xuống cửa phòng trực ban, còn Jessica cũng phát hiện đây là ảnh bố mình trúng đạn. Nhưng sau đó cô lại nhìn thấy, không chỉ là bố mà ảnh những cô gái bị hại cũng rơi đầy đất, đồng thời ảnh của Ryan cũng có trong đó. Nhìn thấy cảnh trước mặt, Jessica không dám tin đây là thật. Nhưng ngay sau đó, những tấm ảnh này lại xếp chỉnh tề trên hành lang, còn Jessica ngất đi sau một trận nhiễu sóng não. Jessica tỉnh lại, mẹ cô cũng gọi tới. Bà không mong Jessica làm cảnh sát, là lo lắng cô sẽ gặp bất hạnh như bố cô. Nhưng lúc này Jessica đột nhiên phát hiện súng bên hông đã biến mất, cô vội vã cúp máy. Đồng thời, cuối hành lang có bóng người lướt qua, nhưng khi cô đuổi theo liền bị đối phương đánh lén ngất đi. Một người phụ nữ mặc váy kéo Jessica vào phòng thẩm vấn. Khi Jessica dần tỉnh táo lại, cô ta nói với Jessica, cô ta cũng là tín đồ của Payman và vụ án năm đó cô ta đã không bị giết. Cô ta thậm chí còn đố kỵ với những cô gái bị Payman giết, còn nói hôm đó người bị giết nên là cô ta mới đúng, mà hôm nay trùng hợp là một năm tròn ngày Payman tự sát. Sau đó cô ta lựa chọn dùng cách tự sát theo Payman. Bất ngờ, điện thoại trực ban lại vang lên. Cảnh này khiến tôi hiểu được,
Hóa ra, điện thoại bản lại có chế độ rung khủng như vậy. Jessica bắt máy lại phát hiện, vẫn là cô gái Monica đó. Jessica chất vấn, Monica chết một năm trước rồi, rốt cuộc cô là ai? Vừa dứt lời thì đầu kia bên kia vang lên tiếng cười đầy u ám. Đồng thời, Jessica cũng cảm nhận được hình như có thứ gì đó đang lại gần mình. Nhưng ngay sau đó là một khuôn mặt đáng sợ xuất hiện dưới bàn. Jessica sợ hãi trốn vào kẽ hở của giá để đồ, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi. Chỉ có điều vừa chớp mắt, gương mặt đáng sợ đó lại biến mất. Phát hiện bóng ma biến mất, Jessica vội xông ra cửa, nhưng lúc này cô phát hiện cửa lớn sở cảnh sát không thể mở được. Dù nổ súng về phía cửa, trên thủy tinh cũng không có bất kỳ dấu vết gì. Điện thoại lại vang lên, Jessica bắt máy liền phát hiện là người bố đã mất của cô gọi tới. Bố nói với cô, khi đó bố vì công việc này mà hy sinh tính mạng nên bố cũng mong con làm được. Người giết bố khi đó bây giờ vẫn trong sở cảnh sát nên bố mong con có thể làm gì đó. Lúc này, người đàn ông lang thang đột nhiên vụt qua, còn Jessica nhìn thấy liền ra lệnh đối phương nằm xuống. Và lúc Jessica chuẩn bị còng hắn lại, người đàn ông vốn nằm dưới đất đột nhiên vùng dậy, gương mặt vô cùng đáng sợ, kèm theo tiếng hét khủng khiếp. Sở cảnh sát lại mất điện. Lúc này, phía sau Jessica lại xuất hiện vài cái bóng bị che đầu. Jessica đi tới phòng giam nhốt người đàn ông lang thang, lại phát hiện ông ta đã treo cổ chết ở đây. Trên tường có chữ viết bằng máu. Cảm thấy tình hình không ổn, Jessica gọi vào bộ đàm xin cứu viện, nhưng không một ai trả lời. Bộ đàm còn có một đống máu chảy ra. Đồng thời, ngoài cửa còn đột nhiên xuất hiện một cái bóng bị bịt đầu. Sau đó cửa nhà giam đột nhiên đóng lại. Jessica cũng phát hiện phía sau đột nhiên xuất hiện một màn chiếu. Khung cảnh trên màn chiếu cũng tái hiện cả quá trình Paimon tự sát hiến tế trở thành ma quỷ. Jessica nhìn thấy cảnh này cũng vội vã chạy khỏi nhà giam. Nhưng lúc này, Zion cũng tái hiện lại cảnh tượng anh ta chết một năm trước mặt Jessica. Sau đó khuôn mặt Paimon cũng đột nhiên xông ra. Trong quá trình bỏ chạy, Jessica lại lần nữa thấy ảnh của mình cùng bố. Lúc này bố cô lại gọi tới, ông nói với cô, chúng tới rồi, con phải dốc hết sức đối phó với chúng. Jessica đã nghi ngờ chúng trong lời bố nói là ai. Thì lúc này, phía của lớn đột nhiên phát ra tiếng động. Các thành viên của Paimon bịt đầu xông vào sở cảnh sát. Thấy cảnh này, Jessica không ngừng nổ súng về chúng. Tuy bọn chúng có tránh được, nhưng cuối cùng Jessica vẫn bắn chết hết chúng. Khi Jessica cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì phía sau lại vang lên tiếng súng, Jessica cũng ngã xuống ngay sau đó. Hóa ra người xông vào từ phía sau nổ súng về Jessica là Cohen tới thay ca, mà Jessica trúng đạn cuối cùng cũng tỉnh dậy từ ảo giác. Hóa ra, vừa rồi cô bắn hạ không phải thành viên của Paimon, mà là nhân viên tới dọn vệ sinh, mà thời gian hiện giờ là đúng 4 giờ sáng. Cohen gọi xe cứu thương, tiếng hát quỷ dị đó lại vang lên, mà Jessica lại cứ thế ngân nga theo. Khung cảnh tối đi, nội dung bộ phim cũng kết thúc. Thật ra cả câu chuyện là ảo giác của Jessica, có phải nhân vật đáng để chúng ta suy ngẫm? Đầu tiên là Cohen, người này mới đầu đã chỉ vào căn phòng trống không mà mắng, 5 lần 7 lượt không để cho Jessica rời khỏi sở cảnh sát. Cá nhân tôi nghi ngờ Cohen có thể có liên quan nào đó tới Paimon. Người đáng chú ý thứ hai là người đàn ông lang thang, người này 2 lần tự do vào sở cảnh sát, thêm vào nhà vệ sinh lại có đôi giày da của ông ta. Hơn nữa, lần thứ hai vào sở cảnh sát, ông ta hình như đang lật tìm gì đó. Vì thế tôi suy đoán, người đàn ông lang thang này trước đây có thể là phạm nhân đã bị dọa chết. Người thứ ba phải kể tới là Bajigo. Khi Bajigo nhắc tới việc Paimon tự sát thì lại đột nhiên rơi nước mắt. Mọi người thử đoán xem Bajigo này rốt cuộc là ai. Được rồi, nội dung bộ phim hôm nay tới đây là hết. Hẹn gặp lại mọi người vào các video sau.